Trong video lần trước mình đã sử dụng hết sức bình sinh của mình để đi tìm thánh di vật Diệm Liệt Ma Nữ Chí Rực cho Hu Tao. Các bạn tin không? Đó. Và kết quả là thì mình có được một món nhìn cũng ổn ổn ha. Nhưng mà chúng ta không được ngừng tại đó, chúng ta tham lam lên. Cho nên tập lần này mình sẽ tiếp tục làm điều đó, farm Diệm Liệt Ma Nữ Chí Rực cho Hu Tao, và để xem là mình sẽ thành công hay không ha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với tập 2 với Xian Yun, cô cò. Ok, thì bà cò cho hai đồ kìa. Ai? Rồi, Hu Tao full á, không cần HP nữa. Hu Tao chơi cái này là đồng hồ. Cay thế nhờ. Đứa nào chơi nói HP nha. Ở vậy là gì là cái đó một creep nè. Cái gì vậy? Đó, kìa, để ngăn bị đá. Chúng ta có phòng ngự sát thương hỏa. Cũng sát thương nguyên tố mà chữ phong thay bằng chữ hỏa. Bây giờ là tới ca sĩ nước Furina với ca sĩ nước nguồn, thứ đã làm cho chúng ta có được cái hoa ấy. Cảm ơn cái đồng hồ, cái nón cũng được. Long bốn dòng. Đang suy nghĩ không? Nó mìn quá. Thì đúng. Ây da. Sai sắp xếp dòng rồi. Ba đứa ba món này. Đi này. Ai da, sao ra cái gì vậy? Nó HP không biết ai xài này. Tinh thông. Cũng HP luôn. Vô hết tỷ lệ bạo rồi. Hay này, trừ 1 này. Ai da. Hên. Đừng có tinh thông đi. B luôn. Và đó là Ây chà. Cái gì ây da, cái gì ây? Ây da cái gì ây? Trời ơi, giờ ai xài? Kỳ thế nhở? Các bạn comment phía dưới có cái nón tấn công này đứa nào xài. The next day. Chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình trầm cảm. Ngày hôm qua thấy nhiều nón lắm nha. Mình nhẹ nhàng thôi. Dạo này cần nhiều nón nha. Dạo này ra nhiều nón. Mày đã không chơi nón nào. Cái là tại Ly tấn công. Đau. Ok. Quên. Chưa. Đó, phải thủ tục. Phải vậy. Mình phải e. Mình phải thấy bướm. Ý tôi là bướm. Dữ. Mày để cái dòng này qua bên đây được không? Chúng ta gài e tí không? Mình gài luôn cái quy không? Đó. Gài hết không? Ê, hình như cái này nón này giống nón hồi nãy không, đúng không? Ui. Bắt cái nón kia lại, nón kia vui. Nâng luôn. Ok, nửa cuối cùng nào. Cô nhắm mắt đó. Nhắm mắt của anh hiệu quả lắm. Thôi chắc mình mở mắt trong những lần sau ha mọi người ha.
Ui. Hên hên là không ngon á. Ok. Đã xong. Này vô tỷ lệ hãy xác thương là hãy đi. Ai. Ngày tiếp theo trong chuỗi ngày trầm cảm. Yep. 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 Đó thấy chưa? Mới đầu vô đầu xui. Xui đi đâu ấy? Là đầu xui rồi đó. Ừ, không phải đầu xui nữa mà đầu xui. À. À. Thấy chưa? Đồ thứ ba nè. Trời. Trời ơi. Mày thành cái chữ sát thương bạo là ok rồi mà. Lần này mình sẽ dùng nhựa trong khi chúng ta có búp của Purina để xem như thế nào đã. Đây ơi. Trời ơi. Rồi, nhựa cuối. Lần này mình làm trò này đi. Đó. Cầu mong bình an. Wow. Ê. Ê. Mặc dù cái bài dòng này nó hơi ấy á. 15 năm rồi tôi mới thấy được một cái ly hỏa các bạn ạ. Thấy mọi người thấy chưa? Đi lại. Ok, ngày mới heal 100% cái đó nè, đó, heal 100% cái nè, đó. Rồi lại heal tiếp nè, đó. Lại heal 100% nè. Cho các bạn không biết thì Purina có nội tại heal á. Mạnh. Ow. Chạy thế. Đó, đúng xét rồi kìa, ế vậy. Nào. Chúng ta bật quy. Chúng ta dùng nhựa. Đó. Đường chủ thứ 77 của vãng sinh đường Hú Thao. Đã có đồ. Đó, bỏ em mà đi luôn, hay á. Suy nghĩ được không? Không. Tên cũng Max Ron mà. Một cái quy. Chúng ta có một cái quy. Chúng ta tiếp tục với một cái quy. Xin lỗi của em. Và chúng ta triệu hồi ca sĩ nước nguồn. Đó. Chiều cuối. Cho nhựa cuối. Lý hỏa. Lý hỏa. Ê. Nhưng mà hy vọng không? Mình hốt viêm không? Mình hốt cũng cái được. Cho xin cái tôi cần một vậy? Tôi cần một cái cái gì đó để hy vọng trong thời gian tăm tối này hả? Khi ạc của tôi bế tắc nhất thì tôi nhìn về phía vị trí số 3 trong tim mình. Và chúng ta có Hú Thao. Sự thật sẽ được phơi bày. Cho xin một like nha các bạn. Sao thân bạo, thấy không? Cảm ơn các bạn đã nhận cho một like. Cho xin cái comment cái nha. Comment là hãy vô sát thương bạo đi nhé. Sát thương bạo. Chắc các bạn đã ghi là cho tinh thần HP với hiệu quả nào đúng không? Ui tôi thấy hết á, tôi thấy hết á. Thằng này vô sát thương bạo nè. Ê khoan chứ. Hiểu chưa? Nói mà. Giờ mình sẽ lên cả 20 luôn để kết thúc cái này luôn à. Hành trình đau khổ. Nó còn tệ hơn cả hiệu quả nạp. Được chết liền.
Cái thứ không cần nâng cấp. Ok. thì cũng bốn dòng rồi đấy. Lưu Vong, Lưu Vân. Lưu Vân nhưng mà Lưu Vong nha. Thấy chưa? Em xin lỗi. Giữ giữ giữ. Thấy chưa? Tại Hảo thấy chưa? Này thì Lưu Vong. Ghê, cũng ghê. Ừ, trời ơi, sao lại hai dòng ngữ? Hai dòng ngữ. Nhưng mà nó 30 sát thương bạo, anh có phần nào? Thì thử thôi chứ biết sao giờ. Nhựa cuối. Với nhựa cuối này thì mình xả hết rồi. Đó. Lại xả à? Lại xả. Rồi cho ai mở? Tất nhiên là cô ấy. Chứ còn ai vào đây nữa, đúng không? Ai coi. Bây giờ bên nào trước? Khoan. Ờ, đó, hợp lý. Rồi, đi sát thương người có hỏa. Ê, lệch dòng rồi. Là đúng chữ rồi. Là đúng chữ. Thì ra là vậy. Thì đúng là sát thương nguyên tố vậy đó, nhưng mà là đúng một chữ. Để là bảo sát thương bảo đúng. Đó, ok. Là một tiền đề để chúng ta tiến tới Double cái ly hoàng gia này. À lộn phải. Lộn ly rồi. Rồi. Đây. Đó, đó. Đây. Đây. Còn cái này ma quỷ nha, đừng đụng vô nha. Lên 4 chứ đi, coi gì. HP phần trăm hay tấn công phần trăm. À. Rồi, nhát một nhát vô tim rồi, một nhát. Ai chơi nguyên tố thủy thì ai chơi scale không người không vô đâu. Cái gì vậy? Đừng. À thì không vô á, nhưng mà tại sao nó luôn luôn. Tí lệ bạo. Ai da đào. Sát thương bạo. Rồi kết thúc thiệt, Nó còn Loron nhất có thể. Trời ơi. Đúng là kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết thật. The next day. Hôm nay thì mình sẽ all in ca sĩ nước nguồn nha mọi người. Sao cái combo này quen ta? Liệu đây có phải là phó hay không? Vẫn sẽ lưu nhưng mà tại sao? Đây chúng ta vẫn sẽ triệu hồi ca sĩ nước nguồn, nhưng lần này sẽ là Sang Yun đứng trước ca sĩ nước nguồn. Đó. Có hát không? Anh không biết nữa. Cũng set up quen thuộc nè. Ê, khoan. Người thứ ba sẽ là Đường Chủ. Đường Chủ sẽ đứng trước ca sĩ nước nguồn. Liệu rằng sẽ có như hai người trước không? Anh nghĩ là có không? Ây da. Tiếc nó là cái lông nha. Tiếc nó là cái lông. Nó là cái hoa thì hoa cũng hết suy nghĩ được rồi. Ừ. Ok, người thứ tư là chị Yelan. Chị Lan thân mến. Chị đừng có bắn ca sĩ nước nguồn. Lỡ bắn rồi đó. Lỡ bắn rồi thì cố gắng ha. Cái mũi tên đó hình như bắn vô đây rồi. Có đồ double crit với đầu rồi. Ok, hên. Ok, và nhựa cuối cùng của chúng ta sẽ là người vừa có cái màn trình diễn tốt nhất trong 4 nhựa vừa rồi. Đó chính là Wiko Senyun. Ê à, ai à. Không,
không, không sao anh, nó cho cái ly hỏa double crit là được. Không sao, 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 còn cứu được, còn cứu được. Ly double crit nè. À, nó ngược thể luôn. Nhưng không sao, ta vẫn còn có hai ứng cử viên, thực ra là một. Từ từ để anh chịu hỏi ca sĩ nước nguồn ra rồi. Chơi tâm linh như vậy luôn à? Mình phải tâm linh chứ. Em biết cái đồng hồ hỏa này là từ ca sĩ nước nguồn mà ra mà. Rồi, đâu rồi? Đầu tiên là cái nón. Comment phía dưới nếu như bạn bây giờ nó mà vô sách thương tỷ lệ thì nó được ghê lắm. Nhưng mà trước mắt là dòng thứ tư. Rồi mọi người tinh thông, rồi mọi người tinh thông. Ok, ngự cũng được. Nó cũng đỡ. Vô hết đi. Ai ya. Đau. Đau chưa? Cái gì đây? What is that? Cái gì đây? Tại sao nó lại như thế này? Mà vô nó hơi mean chút xíu ha, nhưng mà Rồi, 42 cái đâu mà. Cày thế nha. Rồi, chúng ta cần một nhân vật hệ hỏa cầm nón tấn công. Ý mình có cái nón tấn công 20 năm nè. Thì bữa cái đó em nói là không đủ tốt á, dục luôn á. Tinh thông tỷ lệ sát thương dựa trên những cái data mà tụi mình đã thu thập được, thực ra là mình thôi. Trong mười mấy ngày qua đi farm trong hu tao thì mình đã rút ra được một kinh nghiệm kết luận, đó là ca sĩ nước nguồn là chân ái các bạn ạ. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ all in cho ca sĩ nước nguồn. Không phải ba con này, đây chính cô ấy sẽ là người chủ đạo trong cái role thánh di vật từ bây giờ cho đến hết video. Ghê chưa? Mọi niềm tin em dành cho chị ca sĩ nước nguồn nè. Tin dữ dữ rồi tin. Không sao, chúng ta vẫn phải tin không? Ai biết cái này người ta là cái gì không? Cái gì? Này thử thách niềm tin á. Đúng rồi, chúng ta phải tin, mặc dù nó gọi là full kháng nguyên tố hỏa, full hiền nhân ở giai đoạn này. Đó, em thấy hiền nhân không thấy mà nữa đâu. Chúng ta vẫn phải tin. Ok. Vẫn phải tin. Lưu Vân Đá Phong Chân Quân sẽ đối đầu với lại ca sĩ nước nguồn để mang đến một bộ thánh di vật đẹp cho Hu Tao. Nghe nó hơi vô lý nhưng mà nó thuyết phục đó các bạn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ê, cái gì vậy? Nghe rất vô lý, rất không thuyết phục. Sao này giả cho mặt tôi vậy? Lần này là đường chủ đi ha. Đường chủ đi. Đường chủ phải lấy cho đường chủ chứ đúng không? Đâu được không? À, được một cái rồi kìa. Đỡ đỡ hơn á, mặc dù nó vẫn ấy, nhưng mà chúng ta vẫn phải tin, chúng ta vẫn phải tin vào ca sĩ nước nguồn. Ok, trust. Cảm giác như là ca sĩ nước nguồn mà đứng trước cái cây nó hơi có vấn đề á, cho nên là mình sẽ để ca sĩ nước nguồn ở ngoài. Cốt quá, cốt nữa. Phải cốt chứ, mình tâm linh đến giờ này còn gì nữa đâu. Bây giờ mình sẽ thêm với cái dê lan ở đây nữa này. Bữa ông này nói là mình là người không cút đi ông với thằng Hảo rồi, ông nào đó.
Rồi em thấy gì chưa? Si. Ừ, nhưng mà ông nào nói mình không có biên hết chứ. Mèo. Si. Si gì ta? Si gì? Si. Ít nhất nó là hai cái ly rồi, đúng không? Sau quá trình đánh vừa rồi thì rất xui xẻo là Sanjun đã gục ngã. Và Yelan cũng vậy luôn, cho nên là chúng ta chỉ có Yelan thôi. Nên chúng ta chỉ hồi sinh được Yelan thôi. Còn Sanjun thì hôm sau nhé. Hôm sau. Nhớ mặt tôi. Hôm nay nhiều ly thế nhỉ? Rồi, đi khỏe không? Ok, ly HP. Hôm nay không có gì. Ây da, chắc hôm nay ca sĩ nước nguồn không hiển linh. Nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ quay lại với ca sĩ nước nguồn. Ok nhá. Ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng vào cô ấy. Cô ấy sao? Đúng vậy, cô ấy. Anh chắc chưa? Đúng vậy, anh chắc. Mặc dù trước đó Sanjun đã có gục ngã, anh vẫn tin. Vẫn tin. Tính tiếp đi. Em không anh tin á. Tính tiếp đi. Vẫn phải tin tưởng nghe, vẫn phải tin tưởng. Itarashai. Hiểu chưa? Si. Để coi. Đi lúc nè. Hoa lai chino. Đấy, thừa thắng xông lên cái nào. Thừa thắng xông lên. Nó ra gần hai đồ ma nữ rồi thì mà phải tiếp tục đúng không? Si. Mặc dù rồi đi phải không? Si. Tiếp tục vững tin nha. Đôi khi vấn đề nó sẽ nằm ở tùy vào góc độ của mình đúng không? Góc độ này hơi lỏ. Chỉ cần nói là ma nữ thôi là mình là vô vòng rồi đó. Vẫn sẽ tin tưởng. Mình đứng ngay đây đi. Đó. Tính ra là lâu rồi chưa ra ba món đúng không? Lâu rồi chưa ra ba món. Tôi sẽ rất tin tưởng. Có lẽ như mình không nên dồn nói cái chữ tin tưởng nó ra nha. Ngày hôm sau chúng ta sẽ chơi một chiến thuật khác, ok. Nhưng mà hôm nay chúng ta vẫn có một ứng cử viên. Cho Alekino. Rồi. À, đây. Này mới đúng là nó nè. Nãy là... gì? Nãy là... đồ giả thôi, đúng không? Decoy, đúng không? This is real. Real tiếp kìa. Ok, có lẽ như chiến thuật của chúng ta đã bị bại lộ. Cho nên là mình sẽ không nói là mình tiếp sẽ làm gì trước, đúng không? Mình sẽ không nói gì hết. Chiến thuật của chúng ta sẽ không nói gì trước cả. Chúng ta chỉ làm thôi. Ok, các bạn chú ý là chúng ta sẽ không nói chiến thuật gì ở đây nhé. Chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái báo trước là mình sẽ sử dụng chiến thuật gì để mình roll thái di vật nha các bạn ha. Mình chiến thuật này mình vẫn sẽ không nói với các bạn là chiến thuật của mình sẽ là gì hết nhé. Đó, một lần nữa mà mình sẽ không nói cho các bạn biết là chiến thuật này là gì, được không? Chúng ta đã bị xì bai quá lâu. Thì nó không có chiến thuật nào cả. Vô bấm thôi. Nhưng mà không có tác dụng lắm. Ok, lần cuối cùng. Vẫn không một chiến thuật cụ thể nào nhé. Chúng ta không có một chiến thuật cụ thể nào ở đây cả. Không một tâm linh,
không một cái gì cả, những chiến thuật rất random. Nó thiếu ít nhất là ngày hôm nay là ra được nhiều ma nữ hơn xíu. Các bạn ok, và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay có cái này không, nhân vật phụ của chúng ta người sẽ trở thành rác trong bữa nay. Cái này bảo cốt đúng không? Em nhìn mặt là muốn cố rồi. Vô. Em phải trăm tinh thông không? Thử là trăm tinh thông. Đấy, em vô. Trăm tinh thông, let's go. Chấp. Nhưng mà 80 cũng được, 88 cũng được, 88. Trời ơi, nó còn không được. Trời ơi, khổ ghê. Ok, hôm nay ngày cuối cùng chúng ta đi tìm kiếm một mảnh Exodia của Hu Tao. Dành hết tâm tư rồi đó. Được tới đâu hay tới đó rồi đó. Dựa thứ hai trong hành trình cuối cùng. Hy vọng là vậy, hy vọng là cuối cùng. Nhựa thứ ba làm ơn cái nó này trời ơi. Cái... nhựa thứ tư. Anh đã gửi hết ruột gan mình rồi. Ruột gan ấy. Đúng rồi. Ruột gan. À. Ruột gan thì nó hơi lạ nha. Này chắc gan nhiễm mỡ. Cơ hội cuối cùng. Cố lên. Chúng ta sẽ dồn toàn lực cho việc này. E. Quy. E. Quy. E. Quy. E. Quy. Và kết quả là ghê.